còn từng bắt đầu một ngày mới của mình với lời thở than. Vì những khó khăn nó cứ lặp lại khiến con mệt mỏi và buồn chán. Cứ sống mãi ở trong vòng lặp, không tìm kiếm được lối ra. Nước mắt hàng đêm cứ rơi thật nhiều, cảm thấy bất lực cho tất cả. Cũng nhờ tác thức mà con biết rằng mày luôn ở cạnh bên. Lời Chúa là điều duy nhất mà con bám vào những lúc trong trên. Lời ngài mang đến tình yêu thương và niềm thỏa vui trong tâm hồn. Trọn cuộc đời này con xin dâng lên lời suy tôn. Chúa càng hơn dù đang ở trong nơi bóng đêm hay đi qua thung lũng sự chết. Đời ngài là ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Con chẳng lo chi vì đi bên cạnh con là một đống rất lớn. Hoạn nạn càng lớn con càng tin cậy ở trong nơi Chúa càng hơn dù đang ở trong nơi bóng đêm hay đi qua thung lũng sự chết. Đời ngài là ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là con đường con chi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là con đường con chính. Con chẳng lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là con đường con chính. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Dạ, cảm ơn Chúa vì chúng ta đã đi xong cái phần 1 của cái loạt bài phương pháp học Kinh Thánh. Và hôm qua chúng ta đã học bài 4. Ở trong bài 4 thì chúng ta có thể đã cho chúng ta biết để chúng ta có thể học Kinh Thánh, chúng ta cần có những cái công cụ căn bản như Kinh Thánh, viết, rồi tập để viết. Rồi chúng ta cần nắm bắt những cái quy luật giải nghĩa Kinh Thánh. Và trong phần bài 4, tác giả môn học đề cập đến ngữ cảnh, đến thượng hạ văn, đến Kinh Thánh, giải nghĩa Kinh Thánh. Và rồi chúng ta cũng cần có tấm lòng khao khát học Kinh Thánh. Chúng ta cần có một tấm lòng trong sạch. Chúng ta cần có sự cầu nguyện, cần có Đức Thánh Linh soi sáng, mặc khải, để rồi chúng ta có thể học Kinh Thánh được. Đó là những gì mà chúng ta đã học qua ngày hôm qua trong cái bài số 4. Và sang cái bài số 5 này thì chúng ta sẽ học về học Kinh Thánh theo từng sách. Thông thường thì chúng ta, đôi khi chúng ta thấy ngày nay người ta hay học Kinh Thánh theo cái cách là lấy một cái câu hay một phân đoạn ra khỏi một sách để rồi nghiên cứu, để rồi suy gẫm cho chính đời sống mình hay là giảng dạy. Và học Kinh Thánh theo cách đó thì nó sẽ không giúp cho một người có thể hiểu Kinh Thánh một cách đầy trọn nhất, đầy đủ nhất. Bởi vì Kinh Thánh thì chúng ta nhìn biết rằng có cái sự mặc khải tiệm tiến, nghĩa là mỗi ngày cái sự mặc khải của Chúa nó càng rõ ràng hơn nữa, và mỗi ngày cái sự mặc khải nó càng đầy đủ hơn nữa. Cho nên Kinh Thánh mới có nói về sự tổng cộng là Chúa mới là chân thật. Vì vậy khi mà học Kinh Thánh, nếu mà chúng ta không học Kinh Thánh theo một cách trọn vẹn đầy đủ của toàn bộ Kinh Thánh thì chúng ta rất dễ dàng có thể giải nghĩa sai, có thể hiểu sai và cuối cùng là có thể áp dụng sai. Và Chúa Giêsu ngài nói về ta là bánh của sự sống, ai đến với ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hay khác. Và Chúa Jesus Christ ngài chính là bánh của ngài, là sữa bánh của sự sống, ngài chính là nguồn của sự sống và ngài chính là ngôi lời. Và đang khi chúng ta đến với lời của Chúa để học lời ngài thì chúng ta cần phải hiểu biết về Chúa một cách đầy trọn,
để rồi chúng ta có thể có một cái mối quan hệ gần gũi với Chúa, tốt đẹp với Chúa, và chúng ta hiểu đúng ý muốn của Chúa, hiểu đúng đường lối của Chúa. Kinh Thánh không đồng ý chúng ta có thánh cái kiểu mà chỗ này một chút, chỗ nào một chút, hàng theo hàng bước tới vấp ngã. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hiểu biết lời của Chúa một cách rõ ràng nhất. Vì vậy, cái bài học này là cái bài học mà giúp chúng ta để chúng ta có thể học Kinh Thánh theo từng sách, để chúng ta có thể hiểu biết lời Chúa một cách tỏ tường, một cách rõ ràng, một cách đầy trọn. Cho nên trong cái bài học này thì nói rằng bạn sẽ học về những lợi ích của việc học theo sách, phương pháp để học theo sách, và cái bài mẫu đó là sách Colossae. Rồi, bài học này sẽ giúp bạn hiểu tốt hơn về mục đích của việc học Kinh Thánh, thực hành những gì bạn đã học được qua việc học Kinh Thánh. Tuy nhiên, bài học này thì đưa cho chúng ta một số cái phương pháp và giúp chúng ta có thể nắm bắt, chứ với cái thời gian giới hạn thì bài học này cũng không có gọi là giúp chúng ta gọi là một cách gọi là hoàn hảo nhất, nhưng mà có giúp cho chúng ta làm sao để gọi là có một cái phương cách, có một cái phương pháp để rồi chúng ta có thể học Kinh Thánh theo từng sách, và sau này nếu có thời gian thì chúng ta có thể sẽ tham khảo thêm, học hỏi thêm từ nơi những cái loạt bài học khác nữa, để giúp chúng ta có một cái những cái sự đầy đủ hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa trong việc mà chúng ta học theo Kinh Thánh theo từng sách. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần 1, đó là ích lợi của việc học theo từng sách. Mục tiêu 1 đó là đưa ra những ích lợi cá nhân của việc học theo từng sách. Bài học nó nói gì? Khi bạn học từng sách của Kinh Thánh sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu rõ ràng về toàn bộ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Bạn có thể nhìn thấy các sự kiện trong Kinh Thánh ăn khớp với nhau. Bạn sẽ thấm nhuần và chuẩn bị tâm linh tốt hơn cho sự ứng nghiệm lời tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ. Bạn sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc cho việc học các lẽ thật và các bài học thuộc linh đặc biệt. Lợi ích quan trọng nhất của việc học lời Đức Chúa Trời theo từng sách, có thể nhìn thấy những sự dạy dỗ cụ thể trong ngữ cảnh. Thường thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa chủ đích của một phân đoạn khi chúng ta xem ngữ cảnh của nó. Do đó, việc hiểu biết toàn bộ Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta nhận ra được và chống trả những sự dạy dỗ sai lạc. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rằng có rất nhiều tà giáo, đặc biệt trong thời kỳ cứu rốt này thì cái sự phát triển của tà giáo càng ngày càng nhiều, và thậm chí có những người thì chưa gọi là tà giáo, nhưng mà trong cái sự chia sẻ, trong cái sự dạy dỗ của họ về lời Chúa, trong cái sự giải thích của họ về lời Chúa thì nó lại gọi là đúng thì không đúng, sai thì không sai, nó hơi hơi lệch lạc một chút. Tại sao vậy? Bởi vì họ thiếu cái việc nghiên cứu Kinh Thánh. Họ không có chịu đọc Kinh Thánh một cách trọn vẹn đầy đủ, và không có chịu hiểu cái phân đoạn Kinh Thánh đó trong cái ngữ cảnh. Ngữ cảnh là gì ạ? Cái ngữ cảnh này là cái điều nó thuộc về cái bài 8. Và bài 8 thì cho chúng ta biết về cái ngữ cảnh. Ngữ cảnh đó là cái bối cảnh mà câu đó được xuất hiện. Nghĩa là cái hoàn cảnh nào mà cái trước giả viết ra cái câu đó, trước giả viết cái câu đó trong cái hoàn cảnh nào, cho nên một cái câu nói phải đặt ở trong cái ngữ cảnh. Và chẳng hạn như trong một cái hoàn cảnh nào đó, người đó nói cái điều đó, chẳng như những gì ngày hôm nay chúng ta nói, hay là những gì chúng ta ngày hôm nay chúng ta viết về cái sự kiện của ngày hôm nay, thì 50 năm sau hay là 100 năm sau, thậm chí là 10 năm sau, một người đó họ đọc cái câu đó thì họ phải tìm hiểu lại coi, à cái câu đó được nói ra trong cái hoàn cảnh của năm 2024 này là như thế nào, tại sao cái người viết viết cho cái câu đó, tại sao cái người đó nói ra cái câu đó trong cái hoàn cảnh nó như thế nào, cái diễn biến cái sự việc nó ra làm sao, thì đó là ngữ cảnh. Cho nên khi đọc một cái câu Kinh Thánh thì chúng ta phải biết cái bối cảnh hay là cái hoàn cảnh mà cái câu đó được nói ra hay được viết ra. Cho nên để biết được cái bối cảnh thì chúng ta phải quan sát những câu đứng trước và những câu đứng sau và cái câu mà chúng ta đang nghiên cứu, hay là những cái phân đoạn trước, phân đoạn sau của cái phân đoạn mà chúng ta đang nghiên cứu.
Cho nên căn cứ vào ngữ cảnh mà chúng ta giải thích nghĩa của một câu hay là một từ. Và để cái tìm hiểu cái ngữ cảnh này thì chúng ta thường có học những cái phương pháp như chúng ta học là ai, ở đâu, việc gì, khi nào, vân vân. Đó là những cái câu hỏi để giúp cho chúng ta có thể hiểu được, nắm bắt được cái ngữ cảnh hay là cái lý do gì mà cái câu đó được viết ra, tại sao mà nó được viết ra và tại sao triết giả lại nói cái điều đó. Cho nên hiểu ngữ cảnh là một cái điều vô cùng quan trọng để mà chúng ta có thể hiểu được một cái câu kinh thánh, một cái phân đoạn kinh thánh, một đoạn kinh thánh hay là cả một cái sách. Cho nên nó đang nói gì? Lợi ích lớn nhất trong việc học kinh thánh theo từng sách là kinh thánh sẽ trở nên lời sống động trong bạn. Bất cứ khi nào bạn có những nan đề trong đời sống hàng ngày, bạn có thể trở lại với sự dạy dỗ trong kinh thánh để làm cho đức tin của bạn mạnh mẽ và chỉ dẫn bạn những gì cần phải làm. Và chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được cái việc lợi ích lớn của việc học kinh thánh, lời của Chúa trở nên sống động và chúng ta có thể áp dụng lời Chúa khi mà chúng ta thật sự hiểu rõ lời của Chúa. Và không có cách nào khác hơn đó là chúng ta phải phải học kinh thánh theo từng sách, hay là chúng ta phải hiểu một cái câu ở trong một cái phân đoạn, hiểu một phân đoạn trong một đoạn, hiểu một đoạn trong một sách để chúng ta có thể hiểu đúng, giải nghĩa đúng và không có những cái nói sai, không có nói sai về cái câu kinh thánh đó. Chứ vậy ở trong cái câu một gì hãy nêu ba lợi ích cá nhân của việc học kinh thánh theo từng sách. Và như cái phần bài học chúng ta thì thấy rằng cái việc học theo từng sách này giúp chúng ta làm quen với toàn bộ kinh thánh, giúp chúng ta nhận biết và chống trả lại những cái sự dạy dỗ sai lạc và giúp chúng ta có lời sống động của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần số 2, đó là phương pháp để học một sách. Mục tiêu 2 nêu ra 3 bước chính trong việc học kinh thánh theo từng sách. À, bài học này giúp chúng ta ba cái bước để chúng ta có thể học kinh thánh theo từng sách. Bài học này nói rằng bạn bắt đầu học một sách bởi việc đọc hết sách đó. Và để trước nhất học kinh thánh theo từng sách thì chúng ta phải đọc hết cái sách đó. À, khi đọc xong, bạn bắt đầu có một cái nhìn về bức tranh tổng thể sẽ tuyệt vời nếu như bạn đọc sách Colossae hay bất cứ sách nào khác mà bạn sẽ học. Và bạn đọc từ 2 đến 3 lần, thậm chí 10 hay 20 lần trước khi bạn bắt đầu viết vào sổ ghi chép của bạn. Điều này sẽ cho bạn một ấn tượng tổng quát về đề tài chính của sách. Nó sẽ cho bạn biết cảm xúc của tác giả. Những cảm xúc có thể là thất vọng, khích lệ, thờ phượng, hy vọng, vui mừng, quan tâm, đau buồn, khiêm nhường, xét đoán. Và khi bạn đọc sẽ phát hiện ra những từ hay cụm từ then chốt được lặp đi lặp lại trong suốt cả sách. Và đây là một cái điều vô cùng cần thiết. Đó là một người cần phải đọc đi đọc lại sách kinh thánh, một sách trong kinh thánh. À, ngày hôm nay nhiều người tin Chúa rồi thì không có đọc toàn bộ kinh thánh. Đôi khi ngày hôm nay thì mọi người tin Chúa 5 năm, 10 năm rồi nhưng mà chưa đọc hết một lần kinh thánh. À, đôi khi một sách cũng không đọc hết nữa. Đọc một tới đâu đó cái cảm thấy hơi chán quá không đọc sách đó nữa, đọc qua sách khác. Cho nên không có thể hiểu đúng kinh thánh, không thể hiểu hết kinh thánh được. Và nếu như một người tin Chúa và nhất là một người hầu về Chúa thì cần phải đọc hết kinh thánh, nghĩa là đọc 66 lần, ít nhất một năm một lần. Còn nếu mà đọc nhanh thì có thể đọc một năm có thể đọc được 3 lần tại 4 lần. Đó. Cho nên về một người tin Chúa, một người học về Chúa thì cái việc đọc kinh thánh nhiều lần đó là việc làm cần thiết. Tại sao vậy? Bởi vì cái phần bài học này cho chúng ta thấy rằng càng đọc nhiều lần thì chúng ta sẽ lại càng có cái nhìn rõ ràng hơn nữa về cái phần đoạn kinh thánh đó, về sách đó, để rồi chúng ta có thể hiểu đúng. Cho nên dù chúng ta tin Chúa bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì với cái việc mà chúng ta được lời Chúa dạy, chúng ta phải trở thành người dạy lời Chúa cho gia đình của mình. Rồi chúng ta là một người học về Chúa thì chúng ta cũng phải dạy lời Chúa cho người khác. Thì chúng ta phải đọc kinh thánh nhiều để rồi chúng ta có một cái nhìn tổng quát về toàn bộ kinh thánh.
Chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn nữa về từng sách một, biết được cái nội dung chính của cái sách đó, biết được cái chủ đề chính của cái sách đó, biết được cái điểm trọng tâm của cái phân đoạn kinh thánh đó, và chúng ta có thể hiểu rõ để rồi chúng ta có thể áp dụng cho đời sống chúng ta trước nhất. Như vậy, cái bước thứ nhất ở đây trong cái phương pháp để học một sách đó là chúng ta phải đọc và quan sát. Đọc và quan sát để biết những gì mà tác giả muốn nói. Bước này cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn cũng như mong ước để biết những lời Đức Chúa Trời đang nói điều gì. Như vậy chúng ta phải đọc lời Chúa với một tấm lòng khao khát được chính Chúa Ngài soi sáng để rồi chúng ta biết được cái điều mà tác giả muốn nói. Chúng ta phải biết được tác giả muốn nói cái gì. Đôi khi ngày hôm nay người ta đọc Kinh Thánh, người ta chỉ muốn đọc vậy rồi tìm một cái gì đó để giải nghĩa theo cái điều mình muốn, cái điều mình muốn nói. Nhưng mà đôi khi cái điều mình muốn nói nó không đúng với cái điều mà tác trước giả cái phần Kinh Thánh đó, bởi sự mặc khải của Chúa, bởi sự soi sáng của Chúa muốn người đọc phải nhận biết. Cho nên là một cái người đọc Kinh Thánh thì chúng ta phải xin Thánh Linh của Chúa là đấng đã mặc khải, là đấng đã soi sáng, là đấng đã hà hơi ở trên lời của Ngài đã để rồi các trước giả viết ra cho chúng ta biết được cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ, cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn nói, cái điều mà Chúa muốn qua trước giả, các trước giả đó để viết cho cái độc giả trong thời đó. Chúng ta cần phải được cái sự mặc khải của Chúa để chúng ta biết được cái điều đó. Cho nên ngày hôm nay nhiều khi người ta đến với Kinh Thánh, người ta chỉ tìm những cái điều để mà họ gọi là nói điều mình muốn nói, ủng hộ cái điều mình muốn nói, thì cái điều học cách học Kinh Thánh đó là sai. Chúng ta đến với Kinh Thánh, chúng ta phải đến với một cái thái độ là Kinh Thánh muốn nói gì, mình biết được Chúa muốn nói gì, tác giả muốn muốn nói gì, chứ phải chúng ta tìm cái điều mà mình muốn nói mình muốn có sẵn trong trí, trong đầu, trong tư tưởng mình, rồi bây giờ mình vô mình tìm cái phần đó và mình giải thích gượng ép cái phần đó theo cái điều mình muốn nói. Rồi cái bước thứ hai đó là giải thích những gì tác giả muốn nói. Đây là cái điều quan trọng. Chúng ta phải giải thích những gì tác giả muốn nói, chứ không phải là chúng ta mượn cái phần Kinh Thánh đó để giải thích những gì chúng ta muốn nói. Ở đôi khi ngày hôm nay chúng ta giảng lập hay là chúng ta dạy cũng vậy nữa. Cái việc giảng, việc dạy, đôi khi chúng ta dạy một cái bài học, chúng ta không nói đúng cái điều mà cái bài học muốn nói, mà chúng ta mượn cái bài học để chúng ta nói cái điều chúng ta muốn nói. Dạy là chúng ta nói những gì mà cái sách giáo khoa đó muốn nói. Chúng ta phải khám phá ra được những cái điểm chính, những cái ý chính của Kinh Thánh, và cái điều này nó cũng áp dụng trong việc dạy, nhưng mà cũng như vậy là chúng ta phải dạy những gì mà cái ý chính, cái trọng tâm, cái điều mà cái sách đó họ muốn nói. Rồi khi chúng ta nói rõ được cái điều đó rồi thì bây giờ chúng ta mới đưa ra những cái gọi là áp dụng cá nhân. Cho nên Kinh Thánh thì cái một có một ý nghĩa thôi, một cái ý nghĩa đó là gì, là cái điều mà tác giả muốn nói có nhiều cái sự áp dụng, nhưng mà cái ý nghĩa chính yếu của đó thì có một mà thôi. Vì vậy chúng ta phải phải tìm hiểu cái điều mà tác giả muốn nói. Cho nên ở đây nói gì, hãy sử dụng ba luật giải nghĩa mà chúng tôi đã trình bày trong bài 4. Cho nên cái phần bài 4 là cái phần bài rất là quan trọng để mà chúng ta có thể học Kinh Thánh. Và cái phần bài 4 thì cho chúng ta biết ba cái điểm vô cùng quan trọng, đó là gì, là đặt câu hỏi. Và trong phần bài 4, khi chúng ta học về bài 4 thì xong bài 4 chúng ta phải biết cách đặt câu hỏi. Để thì chúng ta mới học tiếp được cái bài 5 này. Nếu như chúng ta không nắm bắt những cái bài học trong bài 4, những cái phương pháp trong bài 4, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn khi chúng ta bước vào cái bài 5, đó là học theo từng sách này. Nghe vào bài 4 thì chúng ta biết rằng chúng ta phải đặt câu hỏi. Chẳng hạn như ai là tác giả, mục đích chính của tác giả là gì, ông viết cho ai, điều đó đã xảy ra khi nào, nó xảy ra ở đâu, văn đoạn này có ý nghĩa gì, mục đích của câu nói này là gì, nó đưa ra lẽ thật gì. Đó là những điều mà chúng ta phải áp dụng rồi trong cái phần bài 4 đang khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Đó là đặt câu hỏi. Rồi để trả lời cho các câu hỏi này trong một đoạn này thì chúng ta cần phải xem những cái phân đoạn trước, phân đoạn sau của cái phần Kinh Thánh đó, và cái phần này được gọi là ngữ cảnh trong bài 4 cũng cũng có nói. Rồi cái điểm thứ hai trong bài 4 nói chúng ta là gì, là luật giải nghĩa thứ hai là giải thích ý nghĩa của phân đoạn Kinh Thánh liên quan đến ngữ cảnh của nó.
Dạ, có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu cái phần kinh thánh đó ở trong cái ngữ cảnh của nó. Vậy là chúng ta phải coi coi cái câu trước, cái câu chúng ta học đó nói cái gì, câu sau nói cái gì, cái phân đoạn trước nói cái gì, cả sách đó nói cái gì, cái câu này ở nằm ở đây nó liên quan như thế nào với tất cả những cái phân đoạn trước, phân đoạn sau, đoạn trước hay đoạn sau và trong cái sách đó. Rồi khi một đoạn đưa ra để có sự dạy dỗ và giới hạn dường như mâu thuẫn, chúng ta cần nghiên cứu thêm những phân đoạn khác đưa ra sự dạy dỗ liên quan. Như vậy bài 4 này, bài 4 mà chúng ta còn cho chúng ta một cái phương nguyên cái tắt đó là gì? Kinh thánh giải nghĩa kinh thánh. Như vậy đây là những cái điều mà chúng ta phải áp dụng, nắm bắt được trong cái bài 4, để rồi trong cái bài 5 này thì chúng ta mới có thể bước vào cái việc học theo từng sách được. Cho nên ở đây tác giả nhắc lại một lần nữa là bước thứ hai là giải thích những gì tác giả muốn nói bằng cách là chúng ta phải nắm bắt, phải hiểu cái bài 4. Hãy đặt những câu hỏi, chú ý đến ngữ cảnh, đọc các phân đoạn kinh thánh liên quan. Rồi cũng hãy để ý đến các thể loại văn chương, ngôn ngữ và việc sắp xếp các ý tưởng. Như vậy ở đây nói gì? Phải để ý đến các thể loại văn chương. Nếu như chúng ta có học qua một cái bài học gọi là phương pháp nghiên cứu kinh thánh, thì chúng ta thấy rằng trong kinh thánh được viết với nhiều thể loại văn chương, văn thuật truyện hay là văn lịch sử, rồi văn thơ Do Thái. Ở trong văn thơ Do Thái nó có đặc ngữ Do Thái, rồi nó có rồi thư tín, rồi vân vân. Và khi cho nên chúng ta phải hiểu, chúng ta phải có việc mà học qua những cái thể loại văn chương này để rồi chúng ta biết mỗi cái thể loại văn chương thì có một cái phương pháp học kinh thánh khác nhau để mà nghiên cứu cái thể loại văn chương đó, với những cái câu hỏi đặt ra, với những cái cấu trúc vân vân. Cho nên chúng ta cũng phải để ý đến các thể loại văn chương và để ý đến cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ nghĩa đen hay là ngôn ngữ nghĩa bóng. Cái ngôn ngữ đó nó là ngôn ngữ như thế nào? Cho nên chúng ta phải 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 học rồi sắp xếp các ý tưởng. Và cái điều này đó người ta gọi là quan quan sát văn mạch ha. Nghĩa là chúng ta nghĩa là chúng ta quan sát toàn bộ tất cả những cái gì nó liên quan tới cái phần đoạn kinh thánh đó. Rồi thì chúng ta phải quan sát về cái gọi là cấu trúc văn phạm để mà chúng ta có thể hiểu được. Rồi chúng ta phải quan sát đến coi cái sách này, cái xin lỗi cái câu đó, cái phân đoạn đó, cái sách đó được tác giả viết dùng cái cấu trúc như thế nào. Cho nên cái đâu là ý chính, đâu là ý phụ, đâu là cái điểm trọng tâm, đâu là cái nội dung mà chúng ta cần nắm bắt. Vì vậy chúng ta phải hiểu được cái cấu trúc văn phạm của cái phân đoạn đó. Cho nên thì chúng ta mới có thể học một câu kinh thánh, một phân đoạn kinh thánh, một đoạn kinh thánh hay là một sách. Như vậy ở đây nói gì? Như vậy thì chúng ta mới bước sang được cái bước thứ ba, đó là áp dụng sức mạnh sống động này. Nếu như chúng ta không có gọi là đọc kinh thánh theo cái cách hướng dẫn ở đây như là đọc nè, quan sát nè, rồi giải thích những gì tác giả muốn nói theo việc chú ý đến ngữ cảnh nè, rồi đọc các phân đoạn kinh thánh nè, rồi quan để ý đến cái thể loại văn chương, cái ngôn ngữ, rồi cái việc sắp đặt các ý tưởng, được gọi là nghiên cứu văn mạch hay là nghiên cứu về cái cấu trúc văn phạm đó. Thì cuối cùng chúng ta sẽ không giải nghĩa đúng và rồi chúng ta sẽ không thể áp dụng và không kinh nghiệm được cái sức mạnh lời Chúa ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì Thánh Linh là thần lẽ thật, Ngài hành động trên cái điều đúng, Ngài không thể hành động trên cái điều sai. Và Chúa hành Thánh Linh Ngài hành động cho lòng chúng ta thì để chúng ta áp dụng cái điều đúng chứ không thể nào áp dụng cái điều sai được. Cho nên chúng ta khao khát Thánh Linh hành động trong lòng của mình và là Chúa cho nên đầy quyền năng trong đời sống chúng ta để rồi khi chúng ta giảng dạy lời đánh hưởng thì trước nhất chúng ta phải hiểu đúng cái đã. Mình hiểu không đúng rồi mình giảng giải không đúng từ trong Kinh Thánh lẫn việc mà nếu như chúng ta dạy một cái bài học thì chúng ta sẽ không thể kinh nghiệm được cái sự vận hành Thánh Linh của Chúa trong năng quyền trong sự sống để rồi cái những gì chúng ta học trong Kinh Thánh đó nó trở nên sống động, trở nên ích lợi cho đời sống chúng ta. Cho nên ở đây nói gì? Khi điều này xảy ra đời sống bạn sẽ là ánh sáng cho người khác. Hallelujah. Khi chúng ta hiểu đúng kinh thánh, áp dụng đúng kinh thánh cho đời sống mình thì đời sống chúng ta sẽ trở nên gì?
ánh sáng cho người khác. Chúng ta sẽ trở nên những người giúp đỡ người khác biết điều đúng, điều sai. À, ánh sáng giúp chúng ta phân biệt đúng sai, giúp chúng ta nhìn thấy được cái gì đó, nó những gì tốt đẹp. Nếu không có ánh sáng thì dù xung quanh có như thế nào nữa, chúng ta cũng không nhận ra được. Cho nên việc hiểu đúng Kinh Thánh sẽ ích lợi cho việc chúng ta trở nên những người mà Chúa dùng, để rồi qua chúng ta nhiều người họ nhận được những cái sự ích lợi trong cái đời sống của họ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái chúng ta đã nắm bắt được cái ba phương pháp để học Kinh Thánh. Thứ nhất đó là gì ạ? Đọc và quan sát. Thứ hai là giải thích những gì tác giả muốn nói qua việc chúng ta phải đặt cái câu đó ở trong văn mạch, nghĩa là phải nghiên cứu những cái câu trước, câu sau, phân đoạn trước, phân đoạn sau và giải nghĩa theo ngữ cảnh, nghĩa là phải liên hệ đến cái những gì diễn ra, xảy ra trong cái hoàn cảnh đó và phải hiểu được cái điều mà tác giả muốn nói là gì, tại sao ông nói cái điều đó. Và cái điểm thứ mới tới điểm thứ tư đó là chúng ta mới có thể áp dụng cái điều đó cho đời sống. Điểm thứ ba đó là chúng ta mới áp dụng cái điều đó cho cái đời sống của chúng ta. Đó là ba bước trong việc chúng ta nghiên cứu một sách: đọc, quan sát, giải thích và áp dụng. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần bài học kế tiếp, đây là nghiên cứu sách Colossae, xác định các ý chính trong sách Colossae. Trong khi bạn muốn đi xa hơn trong bài học này, xin vui lòng dừng lại và đọc sách Colossae. Sáng nay thì trong cái phòng Zoom chúng ta không có thời gian này, nhưng ở địa phương chúng ta đang khi chúng ta dạy cái mô bài học này thì chúng ta hãy giúp cho các học viên của mình dừng lại để rồi đọc sách Colossae. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Chúng ta hãy đọc cái sách Colossae, hoặc là trước khi dạy bài học này chúng ta hãy yêu cầu những học viên của chúng ta là hãy đọc trước sách Colossae ở nhà, đọc một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, càng nhiều lần càng tốt để có thể nắm bắt được sách Colossae. Rồi ở đây nói gì? Nếu bạn có bản dịch Rick New Bible hay là Today Elevation, bạn cần đọc phần giới thiệu và dàn ý ở đầu sách Colossae. Đa số Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta thì không có cái phần giới thiệu và cái dàn ý như cái phần bài học này nói. Tôi xin gợi ý là chúng ta có thể tìm những cái phần này ở trong cái phần tham khảo của Việt Bible. Chúng ta mở Việt Bible lên, chúng ta bấm vào cái phần tham khảo. Rồi sau khi mở ra cái phần tham khảo thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng có những cái loạt loạt gọi là để mà học Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đó. Hoặc là chúng ta có thể mở từ điển Kinh Thánh. Mở từ điển Kinh Thánh, nếu chúng ta bấm từ Colossae hay là tên của một cái sách thì nó không ra đâu. Chúng ta phải bấm là thư Colossae, hoặc là sách Colossae, hay là sách Sáng Thế Ký, thì mới ra được cái phần mà chúng ta muốn tìm về cái như cái phần bài này nói. Đó là dàn ý. Rồi chúng ta cũng thể tìm cái dàn ý này để hiểu trong Thánh Kinh Lược Khảo hoặc là Thánh Kinh Phong Lãm. Đó là những cái công cụ để giúp chúng ta trong việc nghiên cứu bối cảnh một sách hay là cái dàn ý của một cái sách. Tôi xin lặp lại, đó là chúng ta tìm trong cái phần tham khảo của Việt Bible, chúng ta có thể tìm trong từ điển Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm trong Thánh Kinh Lược Khảo, hoặc là chúng ta có thể tìm trong Thánh Kinh Phong Lãm. Rồi phần bài nói thì sau khi đọc sách này một lần, hãy tiếp tục việc học của bạn bởi việc đọc lại và ghi chú những điều ấn tượng trước tiên của bạn về sách. Và học Kinh Thánh thì chúng ta phải có quyển tập. Dù chúng ta là mục sư hay là không phải là mục sư thì chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta cần phải ghi chép. Ghi chép đó là điều mà vô cùng cần thiết. Dù chúng ta là một tín hữu thôi thì chúng ta phải ghi chép. Cho nên chúng ta hãy giúp đỡ và giúp đỡ cho một người mới tin Chúa trong việc học Kinh Thánh bằng cách là dạy họ ghi chép. Tôi cảm ơn Chúa vì khi tôi mới tin Chúa thì tôi đã được giúp đỡ cái điều này. Người cậu của tôi đã giúp tôi mỗi ngày. Tôi phải ghi ra một cái câu gốc để tôi học. Rồi mỗi ngày đọc Kinh Thánh tôi phải ghi ra những gì mà Chúa dạy dỗ tôi. Ghi một cách đơn giản thôi. Lúc đó mình mới tin Chúa mà. Cứ ghi ra. Cậu tôi hướng dẫn là bây giờ con đọc trong con được học được cái gì, con có suy nghĩ gì, con hãy viết nó ra, và tôi cũng cứ làm như vậy. Nó thành một cái thói quen và mình có thể chia sẻ lại lời Chúa được. Cho nên hãy khích lệ các tín hữu trong hội thánh của chúng ta thay đổi cái cách đọc Kinh Thánh hàng ngày. Đừng chỉ có mở Kinh Thánh rồi đọc đọc qua rồi đọc đọc rồi xong, không có gì động lại hết, nhưng mà hãy có một cái quyển tập học Kinh Thánh để mà có thể ghi chép lại những gì chúng ta học. Chẳng hạn tôi bây giờ cũng vậy đó, nhiều khi tôi nghe giảng là ở dưới này tôi bấm
để mà tôi ghi ra những cái gì mà Chúa dạy tôi, thậm chí có những cái gọi là cái đề đề mục, có những cái đề mục thôi, chật lé lên tôi cũng ghi cái đề mục đó ra trước, chưa có cái câu kinh thánh, chưa có cái ý tưởng bài giảng như đó, chỉ là lé ra trong đầu mình một cái gì đề mục thôi tôi cũng viết nó ra. Cho nên chúng ta hãy học cách mà để ý đến những cái ý tưởng được, rồi sau đó chúng ta làm gì nữa, hãy để ý đến những cái từ hay những ý tưởng được lặp đi lặp lại. Như trong Colossae là gì? Đức tin nè, tự do nè, đời sống trong Đấng Christ nè. Khi bạn đọc hãy để ý đến những từ thường lặp lại này, chúng sẽ giúp cho bạn xác định được các ý chính. Như vậy để chúng ta có thể biết được cái ý chính của cái bài học đó, của cái phân đoạn đó, hay là của cái đoạn đó, thì chúng ta cần phải để ý đến những cái từ lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như ở trong cái phần bài này đó, trong thư Colossae này đó, thì chúng ta thấy những cái từ như đầy đủ nè, ha, trọn lành nè, ha, trọn vẹn nè, là được lặp đi lặp lại thường xuyên. Rồi những cái từ ngữ như tất cả nè, nó được lặp hơn 30 lần. Rồi những cái từ khác như là khôn ngoan, cũng được lặp đi lặp lại. Rồi chữ Đấng Christ thì được lặp lại 38 lần. Rồi chữ Chúa Giêsu thì lặp lại 12 lần. Rồi chẳng hạn như những chữ Chúa nè, hay con, và nhiều cái từ ngữ khác nữa được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong sách Colossae. Và khi chúng ta ghi ra như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong sách Colossae đề cập đến cái điều mà Chúa Giêsu đã làm và cái điều mà cơ đốc nhân cần phải làm. Khi chúng ta ghi ra, chúng ta nhìn vào chúng ta, đây là những cái điều nói về Chúa, đây là những điều nói về cơ đốc nhân. Rồi khi chúng ta ghi ra, chúng ta nhìn thấy rằng cái điều mà được lặp đi lặp lại trong này là cái gì? Cái sự khôn ngoan, hay là cái điều lặp đi lại là một cái điều gì đó nó khác nữa. Cho nên chúng ta phải ghi ra. Như vậy ở đây nói gì? Trong cái phần này thì chúng ta thấy rằng có cái phần bài tập hỏi chúng ta rằng cảm xúc của Phaolô như thế nào khi ông viết thư này. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái cảm xúc của sứ đồ Phaolô đó là gì? Là cái sự quan tâm. Ông quan tâm. Ông quan tâm đến tình hình của hội thánh Chúa, của hội thánh Colossae đang bị tà giáo lúc bấy giờ là trí huệ phái ảnh hưởng tác động, đưa ra những cái điều mà họ phải làm, họ nhấn mạnh về cái sự khôn ngoan, họ nhấn mạnh về những cái điều này điều kia, vân vân. Rồi bốn ở đây là dựa trên việc đọc của bạn, câu nào sau đây đưa ra ý chính của sách Colossae. Dựa trên việc đọc của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy gì? Cái câu chính là chúng ta nhận được sự sống đầy trọn qua sự liên hiệp với Đấng Christ. Như vậy cái đây là cái câu chìa khóa của chúng ta. Chúng ta nhận được sự sống đầy trọn qua sự liên hiệp với Đấng Christ. Như vậy cái trọng tâm mục tiêu của sách Colossae này viết cho người Colossae, sứ đồ Phaolô đã viết cho người Colossae để nhắn cho biết rằng họ biết rằng cái trọng tâm để mà họ nhận được cái sự sống đầy trọn đó là qua việc liên hiệp với Chúa Giêsu Christ, chứ không phải bởi cái phương thức nào, cái cách nào theo như những cái tà giáo đang dạy dỗ họ. Bây giờ chúng ta bước sang cái phần 4, đó là mục tiêu sử dụng một số luật giải nghĩa để học sách Colossae. Sách Colossae được viết trong thể loại thư tín. Tác giả là Phaolô đang đề cập đến những sự dạy dỗ sai lạc về sự cứu rỗi. Ông sử dụng các hình ảnh minh họa để giúp cho người ta thấy hình ảnh về ý nghĩa thật có sự liên hiệp với Đấng Christ. Chẳng hạn như ông nói trong Colossae đoạn 2 câu 8, hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người. Như vậy chúng ta nhìn thấy dựa trên những gì chúng ta viết ra, những từ được lặp đi lặp lại, dựa trên những gì mà chúng ta nghiên cứu theo văn mạch, thì chúng ta có thể thấy rằng trong sách Colossae, sứ đồ Phaolô đề cập đến việc mà tà giáo chiến ngoại phái hay là đã ảnh hưởng vào trong hội thánh, hay là những cái giáo sư giả đã có những cái sự dạy dỗ để khiến cho người ta, hội thánh Colossae trong thời bấy giờ các tín hữu ở tại nơi đây hướng về những cái điều khác, không có để Chúa là trọng tâm nữa, mà hướng về những cái sự khôn ngoan, hướng về những cái sự triết học, hướng về những cái điều mà sứ đồ Phaolô nói rằng đó là giả dối. Cho nên sứ đồ Phaolô ông nói rằng hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và là giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người. Họ cũng đưa vào những cái truyền thống của loài người và nói rằng ngoài việc tin Đấng Christ ra cần phải giữ điều này, cần phải giữ điều kia, cần phải làm điều nọ, thậm chí là có sự việc về thờ thiên sứ nữa. Như vậy
Phần kế tiếp nói gì? Khi liên hiệp với Đấng Christ, chúng ta được tự do khỏi những sự trói buộc của các luật lệ do con người lập ra, không liên quan gì đến chúng ta. Sự cứu rỗi không phải là sự cầm tù. Chúng ta không phải là nô lệ của những luật lệ rườm rà vô ích đó. Như vậy, trong sách Colossae thì chúng ta nhìn thấy rằng những cái người giáo sư giả xen vào yêu cầu các tín hữu hay là những người tin nơi Đấng Christ phải làm điều này, phải làm điều kia theo những cái luật lệ, luật pháp. Và sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta đã được tự do rồi, người tin Chúa thì đã được tự do trong Chúa rồi, không có còn lệ thuộc vào cái luật pháp nữa, bây giờ chỉ lệ thuộc vào cái việc ở trong Chúa, liên hệ với Chúa mà thôi. Như vậy ở đây phần bài này nói tiếp gì? Phaolô cũng sử dụng những cách sắp xếp khác nhau các ý tưởng của ông để nhấn mạnh đến những điểm chính. Hãy ghi chú những gì bạn tìm thấy. Như vậy ở điều này chúng ta bước vào cái câu số 5. Thường thì những cái bài học trước thì tôi không có đề cập đến cái phần bài làm, vì đó là cái phần bài gọi là dành cho học viên làm bài tập ở nhà. Nhưng vì ở đây chúng ta đang học để nghiên cứu một sách, và những cái câu hỏi này liên quan đến việc giúp chúng ta nghiên cứu một sách, cho nên tôi cũng đi vào cái phần bài tập. Ở đây cái gì? Câu số 5. Như vậy chúng ta hãy xem câu số 5 này, những cái từ mà được nhắc đến đây là gì? Sự cách bì, sự chôn, sự chết, thân thể, đầu, quần áo mới. Đó là những cái từ ngữ trong đoạn 2 câu 11, đoạn 2 câu 12 và đoạn 2 câu 20 đề cập đến. Đó là những gì? Sự cắt bì nè, sự chôn, sự chết. Chúng ta có thể tìm cái này ở trong cái phần câu trả lời của bài học. Mỗi bài học đều có cái câu trả lời. Rồi ở dưới phần B nó gì? Có vài minh họa về cái đời sống chúng ta trong Đấng Christ. Hội thánh được so sánh với cái gì ha? Rồi được điều khiển bởi Đấng Christ là đầu. Hội thánh được so sánh với gì? Thân thể. Rồi, như vậy chúng ta lướt qua. Ở đây thì trong bài học này cũng giúp chúng ta biết cách để làm một cái dàn bài để mà chia sẻ lời Chúa hay là học cho chính mình đi chăng nữa, thì chúng ta cũng cần có một cái dàn bài. Cái dàn bài này chúng ta có thể nhìn thấy gì? Cái phần lớn A là cái phần lớn thì là ý chính đầu tiên. Rồi tới cái phần B, đây là ý chính thứ hai. Như vậy cái phần A và B là nói lên cái ý chính thứ nhất, ý chính thứ hai. Chẳng như chúng ta nghiên cứu một câu, chúng ta thấy trong cái câu đó nó có những cái điểm chính nào. Nếu có hai điểm chính thì cho có hai phần lớn, có ba điểm chính thì nó có ba phần lớn. Hoặc là một cái phân đoạn chúng ta nghiên cứu, chúng ta xem trong cái phân đoạn đó, ví dụ gồm có một, có hai, có ba, có bốn, có năm gì đó, một cái phân đoạn chúng ta nghiên cứu thì chúng ta xem coi trong cái phân đoạn đó có những cái ý chính nào, thì những cái ý chính đó đều là những cái phần lớn. Rồi kế bên những cái phần đó là chúng ta điểm chính đầu tiên liên quan đến ý chính đầu tiên, nghĩa là cái phần nội dung, cái phần giải thích cho cái điểm chính đó. Rồi kế đó là những cái điểm phụ. Như vậy cái phần dàn bài thì chúng ta sẽ luôn luôn có là ý chính đầu tiên, rồi điểm chính đầu tiên, điểm chính thứ hai trong cái ý chính đầu tiên, rồi những cái điểm phụ để giải thích cho cái điểm chính hay là cái ý chính đó. Rồi tới cái ý chính thứ hai thì nó cũng có những cái điểm chính để mà giải thích cho cái điều đó. Thì trong khi chúng ta lập dàn bài, cái phần này nếu như là những người học về Chúa thì chúng ta có học qua gọi là cái phương pháp soạn bố cục. Phương pháp soạn bố cục giúp chúng ta có thể soạn ra cái bố cục này. Cho nên bài học này thì tôi cũng xin nhấn mạnh một lần nữa rằng việc học những cái loạt bài khác là liên quan đến những gì mà chúng ta học, nó đều vô cùng quan trọng. Cho nên là một cái người học lời Chúa thì chúng ta không thỏa mãn với những gì đã học, mà rồi chúng ta sẽ khao khát để học hỏi thêm những gì chúng ta chưa được học, hầu cho chúng ta có thể được trang bị một cách đầy đủ trong cái việc mà giúp chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, học hỏi lời của Chúa để có thể hiểu lời Chúa một cách đầy trọn nhất. Cho nên sau cái bài học này, dù chúng ta đã học qua một số cái phương pháp giúp chúng ta học một sách, nhưng đây không phải là cái điểm dừng, mà trong tương lai nếu có cơ hội chúng ta có thể học thêm những cái phương pháp khác nữa, học thêm những cái cách khác nữa từ những cái loạt bài khác nữa để có thể hỗ trợ, để giúp thêm cho chúng ta trong cái việc chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh, nhất là nghiên cứu một sách. Rồi ở đây có gì? Cái bài tập số 6 chúng ta có thể về nhà chúng ta làm, hãy tự làm trước. Chừng nào sau đó chúng ta mới xem lại cái phần câu trả lời ở trong sách này, chứ chúng ta đừng có chưa gì thì đã vội vàng xem cái phần trả lời để chúng ta nhanh chóng qua một cái bài. Rồi cái phần bài nó nói gì? Thật hữu ích khi đặt sự dạy dỗ của một sách vào trong ngữ cảnh, bởi vì so sánh nó với những sự dạy dỗ liên quan với các sách khác. Như vậy cái phần bài này một lần nữa trở lại với
cái bài 4 như tôi nói lúc nãy, bài 4 đã hướng dẫn chúng ta là nghiên cứu một sách trong cái ngữ cảnh cho hay là trong cái bối cảnh của nó, trong cái văn mạch của nó, câu trước câu sau, đoạn trước đoạn sau, hay trong cái văn mạch, và dùng kinh thánh giải nghĩa kinh thánh. Vậy là nếu cái phần này nó có gì đó nó khó hiểu, chúng ta chưa hiểu, chúng ta phải xin Chúa nhắc chúng ta nhớ những cái phần kinh thánh khác có liên quan đến cái phần kinh thánh đó. À, cho nếu chúng ta đọc đang đọc cái câu đó, cái phân đoạn đó nói về sự thánh khiết, thì chúng ta phải xin Chúa giúp chúng ta nhớ được ở đâu trong kinh thánh, ở những cái sách khác nói về sự thánh khiết. Như vậy cái việc từ đầu tôi nói với chúng ta là việc đọc kinh thánh 66 sách vô cùng quan trọng. À, phải đọc 66 sách kinh thánh để rồi khi chúng ta nghiên cứu, có những lúc chúng ta cần phải tìm đến những cái phân đoạn kinh thánh hay là những câu kinh thánh khác có cùng cái nội dung hay là cùng cái chủ đề để mà chúng ta nghiên cứu một cách rõ ràng hơn. Như vậy chúng ta bước sang cái phần bài kế tiếp. Ở phần bài dưới dàn bài mẫu của sách Colossae thì chúng ta có thể tự đọc tự tham khảo qua. Trong buổi sáng hôm nay thì trong thời gian có hạn này thì tôi xin được lướt qua cái phần này. Chúng ta đi vào cái phần mục tiêu 5, đó là nêu lên những cách bạn có thể sống một đời sống đầy trọn với Đấng Christ như đã minh họa trong sách Colossae. Ở đó về chỉ khi nào bạn cẩn thận suy nghĩ đến những sự dạy dỗ trong lời Đức Chúa Trời, trong tinh thần cầu nguyện và đáp ứng với những lời đó, bạn có thể thực sự nhận được lợi ích vào việc học của bạn. Rồi. Như vậy đây là cái phần vô cùng quan trọng. Ở đây thì mục tiêu nói gì? Nêu lên những cách bạn có thể sống một đời sống đầy trọn với Đấng Christ như đã minh họa trong sách Colossae. À, cảm ơn Chúa vì cái phần bài này. Phần bài này vô cùng quan trọng. Giống như trong phần bài 4 vậy đó. Trong phần bài 4 sau khi tác giả bài học đã trình bày qua những cái phương pháp như phải đọc rồi phải giải nghĩa trong phân đoạn đó liên quan đến ngữ cảnh của nó ha. Rồi khi một đoạn đưa ra sự dạy dỗ khó hiểu thì phải dùng cái phương pháp là kinh thánh giải nghĩa kinh thánh. Thì cái phần cuối của cái bài học 4 tác giả nhấn mạnh đến việc cầu nguyện và nhờ cậy Đức Thánh Linh. Và bây giờ sang bài 5 cũng vậy. Và dù tác giả nào bài học này đã giúp cho chúng ta nắm bắt ba cái phương pháp của cái bài học này, đó là sử dụng cái việc mà chúng ta phải làm gì? Đọc ha, quan sát ha, giải thích ha, áp dụng nha. Thì rồi cuối cùng tác giả vẫn nhấn mạnh là bây giờ để áp dụng những gì mà chúng ta nghiên cứu trong một câu, một đoạn hay là một sách đó thì chúng ta cần phải gì? Suy nghĩ. Sau khi học xong rồi cần phải dành cái thời gian suy nghĩ, rồi cầu nguyện, đáp ứng lại với lời Chúa. Và đáp ứng với lời Chúa kia là gì? Là chúng ta phải thực hành. À, đáp ứng lời Chúa không phải là gật gù thấy hay, đáp ứng lời Chúa không phải là cảm thấy ô hay quá, hôm nay mình được Chúa soi sáng mặc khải, cảm thấy mình là được nhận được cái điều gì từ nơi Chúa rồi, hallelujah, cảm ơn Chúa, rồi bắt đầu đi chia sẻ đó. Tốt, chúng ta chia sẻ lời Chúa là một việc tốt. Chúng ta chia sẻ ra những gì chúng ta nhận được từ nơi lời của Chúa để người khác cũng hiểu, người khác cũng nhận được là tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải đáp ứng. Bởi vì nếu như chúng ta không đáp ứng đó thì lời Chúa chưa thật sự trở nên là cái điều gì đó trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đáp ứng với lời của Chúa thì bây giờ lời Chúa mới trở nên là một cái sự sống cho chính cuộc đời của chúng ta. À, chúng ta mới có thể kinh nghiệm điều đó và bây giờ chúng ta mới có thể giảng dạy lời đó, chia sẻ lời Chúa như sấm truyền được về xác tín. Bởi vì nếu mình không áp dụng, mình chưa trải nghiệm qua thì cái điều đó chưa thật sự trở nên là của mình, sự sống của mình. Nhưng lời đó trở nên thật sự là trở nên sự sống của chúng ta, đầy năng quyền cho chúng ta để chúng ta chia sẻ khi chúng ta bằng lòng đáp ứng với lời đó. À, nếu có tội lỗi mình ăn năn, nếu có điều nào sai trật mình quyết định sửa từ bỏ, hay điều nào Chúa muốn mình làm đó. Cho nên cái phần này vô cùng quan trọng là chúng ta phải gì, phải có cái tinh thần cầu nguyện đáp ứng với lời của Chúa, và chúng ta mới thấy được cái ích lợi. Cho nên và ở đây nói gì, không ai trong chúng ta có thể tuyên bố mình đã đạt trọn vẹn 100% đời sống được mô tả trong Colossae, nhưng Đức Chúa Trời đã giúp chúng ta và chúng ta cầu xin Ngài tiếp tục giúp chúng ta. À, đây là có điều quan trọng, đó là một cái người chúng ta đang khi học lời Chúa thì chúng ta biết rằng chúng ta chưa bao giờ đạt được một cái việc 100% trong việc áp dụng lời Chúa cho đời sống mình, đạt đến một cái sự đầy trọn cả. Cho nên mỗi người chúng ta đều đang vươn tới cái sự đầy trọn.
Chúng ta đang vươn tới càng ngày càng hiểu hơn về lời của Chúa. Cho nên nếu một người tự mãn mình có hiểu hết lời Chúa rồi, mình có thể hiểu rõ ràng một cách lời Chúa đến nỗi không cần tham khảo những cái người trước đây giảng dạy, điều họ giảng dạy, hay là những cái người đã học về Chúa trước chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên mọi cái việc mà chúng ta học được đó, chúng ta cần phải tham khảo lại xem những cái người khác trước đây họ đã học cái phần kinh thánh này như thế nào, qua những cái sách này sách kia, hoặc là chúng ta có thể hỏi lại những cái người đã đi trước chúng ta, họ đã từng giảng dạy, họ đã có từng học lời Chúa, để rồi chúng ta xem cái điều chúng ta học đó như thế nào, rồi rồi chúng ta áp dụng cái điều đó cho cuộc đời chúng ta. Cho nên phần bài học này nói gì, chúng ta đã học xong cách Colossae một cách ngắn gọn, và bài học này chỉ giúp chúng ta học một cách ngắn gọn như một cái tham khảo thôi. Và chúng ta cần phải học thêm nữa, chứ đừng học xong cái bài năm này thì nói rằng ôi tôi đã học xong sách Colossae rồi. Chưa đâu. Phần bài này chỉ giúp chúng ta gọi là lướt qua, học lướt qua, hay là dùng một cái cách dễ hiểu, đó là giúp chúng ta nắm bắt được những cái phương cách để mà chúng ta học một sách thôi. Vì vậy sau khi học xong bài năm này, chúng ta cần để thêm thời gian để học thêm về sách Colossae hơn nữa, để có thể nắm bắt hơn nữa những gì mà Chúa qua các tôi tớ Ngài, hay cụ thể hơn là qua một Phaolô, để rồi viết lại những gì mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Cho nên một lần nữa xin Chúa giúp chúng ta, để rồi chúng ta trở nên những người học lời Chúa một cách có hệ thống. Chúng ta không bóc một câu, một phân đoạn hay một đoạn ra khỏi cái văn mạch, ra khỏi cái ngữ cảnh, mà chúng ta sẽ nghiên cứu một cái câu kinh thánh, một phân đoạn kinh thánh hay một đoạn kinh thánh trong cái văn mạch, trong cái ngữ cảnh, và chúng ta cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần để chú ý đến những cái từ ngữ, chú ý đến những cái điểm chính, chú ý đến những cái điểm phụ, để rồi qua đó chúng ta có thể học kinh thánh gọi là trong một câu, trong một phân đoạn, một phân đoạn trong một đoạn, một đoạn trong một sách, và một sách trong cả kinh thánh, để chúng ta có thể hiểu đúng được những gì mà lời Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Xin cảm ơn quý tôi tớ Chúa đã cho tôi có thời gian sáng nay để chia sẻ phần bài học, đó là chúng ta học kinh thánh theo học một sách trong kinh thánh. Xin cảm ơn quý tôi tớ Chúa. Xin cảm ơn một sư Yusuf cho chúng ta số 5 học kinh thánh theo từng sách. Và thì giờ tiếp theo xin trân trọng kính mời một sư Kem tiếp tục thì giờ còn lại ạ. Sáng hôm nay thì cũng nhắc cho chúng ta cái cách để chúng ta học kinh thánh theo từng sách. Thì vì học kinh thánh theo từng sách thì chúng ta giúp cho chúng ta hiểu biết được toàn bộ sự mặc khải của Đức Chúa Trời, và giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy những sự dạy dỗ cụ thể trong ngữ cảnh, rồi giúp cho chúng ta khi chúng ta học theo từng sách thì kinh thánh sẽ trở nên cái lời sống động ở trong đời sống của chúng ta. Và buổi sáng hôm nay thì cũng cho chúng ta thấy được ba bước để chúng ta nghiên cứu theo từng sách, đó là chúng ta đọc và quan sát cái sách đó, cái phân đoạn kinh thánh đó và sách, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ giải thích về cái giải thích theo cái những gì mà trước giả muốn nói, và thứ ba chúng ta mới áp dụng cái bài học đó qua sách đó theo cái cá nhân của chúng ta. Và chúng ta cũng có một cái bài mẫu ở trong nghiên cứu học theo sách trong sách Colossae, và chúng ta cũng có hướng dẫn về cái cách làm bài, cách là lập dạng bài, rồi chúng ta cũng cách tìm ra tất cả những điều mà chúng ta cần học theo từng sách qua sách Colossae, mà chúng ta có những cái bài mẫu đó. Thì giờ chúng ta tạ ơn Chúa về Đức Chúa Trời luôn luôn quan tâm đến cái việc mà chúng ta cần có sự hiểu biết đúng lời của Chúa. Và khi chúng ta hiểu biết đúng thì chúng ta mới có thể sống đúng được, mà chúng ta mới có thể đi đến được mỗi ngày chúng ta được trọn vẹn hơn giống như Đấng Christ qua lời của Chúa, qua những điều mà chúng ta học từ nơi lời của Chúa theo từng sách. Và trong loạt bài phương pháp học kinh thánh này, chúng ta sẽ học theo phương pháp theo nhân vật, phương pháp theo đề tài, và rất nhiều cái phương pháp để chúng ta cần học để chúng ta hiểu biết hơn về
về lời của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Con từng bắt đầu một ngày mới của mình với lời thở than, vì những khó khăn nó cứ lặp lại khiến con mệt mỏi và buồn chán. Cứ sống mãi ở trong vòng lặp, không tìm kiếm được lối ra. Nước mắt hàng đêm cứ rơi thật nhiều, cảm thấy bất lực trước tất cả. Cũng nhờ thách thức mà con biết rằng Ngài luôn ở cạnh bên. Lời Chúa là điều duy nhất mà con bám vào những lúc trong trên. Lời Ngài mang đến tình yêu thương và niềm thỏa vui trong tâm hồn. Trọn cuộc đời này con xin dâng lên những lời suy tôn. Trong nơi Chúa càng hơn, dù đang ở trong nơi bóng đêm hay đi qua thung lũng sự chết, đời Ngài là ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Con chẳng lo chi vì đi bên cạnh con là một đấng rất lớn. Hoạn nạn càng lớn con càng tin cậy ngửa trong nơi Chúa càng hơn, dù đang ở trong nơi bóng đêm hay đi qua thung lũng sự chết, đời Ngài là ngọn đèn cho chân con và ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là con đường con chỉ. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là con đường con chính. Con chẳng lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.